và chúc khán giả sẽ khắc phục thành công cho đàn cá của gia đình mình. Tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi khác. Vâng, tôi đã nhận được tiếng chuông từ tổng đài 1900 6145. Xin được mời khán giả đang được kết nối trực tiếp với các chuyên gia tại trường quay. Mời khán giả đặt câu hỏi ạ. Alo ạ. Dạ, em xin chào chuyên gia ạ. Vâng, ngày hôm nay thì không biết là khán giả đang quan tâm đến lĩnh vực nào ạ? Dạ, em đang quan tâm đến lĩnh vực con cá và trơn của mình, nó bị gan á chị. Dạ vâng, xin mời khán giả đặt câu hỏi cho chuyên gia Bùi Quang Tề. Dạ, dạ, em xin chào chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Dạ, con cá của em hiện nay là hơn 4 tháng tuổi, em nuôi con cá kèo, con cá da trơn của mình đó. Cá da trơn là cá gì đó? Con cá kèo á, chị. Cá kèo đấy là con cá bống, đúng rồi, không dạ, phải da trơn đâu nhá, dạ. Nó là cá bống, đúng rồi, tôi biết. Dạ, dạ, à. Con cá này biểu hiện của nó là nó bơi lội lờ đờ, dạ. Mà mình bỏ ra thì tôi cái ruột nó không có thích ăn, còn cái gan nó bị bọng hết trơn. Nó bị khoảng tháng hơn tháng nay mà em cho nó ăn tinh nó khỏi. Cho ăn cái gì rồi? Dạ anh cho nó ăn amox. Amox là chlorpenicol cũng có, nó không hỏi. Nó không khỏi thì... gì? Dạ. Sao tưởng nó khỏi rồi? Dạ dạ không. À, thế thì bây giờ thế này nhá. Thực sự dạ. Đây là con cá kèo, tức là cái con cá ngoài Bắc nó gọi là một con cá bống. Đúng không? Dạ. Anh nuôi ở nước dạ. Đây là nước lợ phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nước lợ độ mặn bao nhiêu? Dạ ở đây khoảng độ mặn khoảng 1-2 phần ngàn vậy thôi. Rồi tôi coi dưới 5 phần ngàn là gọi là nước ngọt. Thì bây giờ dạ. Thế này. Anh nhớ cho tôi mấy cái thì anh đã dùng các loại kháng sinh không được rồi. Dạ. À, thực sự nó chỉ là cái này nó bội nhiễm cả nấm thủy mi và vi khuẩn thôi. Vi khuẩn ở đây là chủ yếu cái nhóm Vibrio và có thể nhóm Bersoromonas và có thể cả Streptococcus. Streptococcus nó cũng chịu được cái này. Nên là vi khuẩn dạ. Bây giờ là nó nhờn hết với kháng sinh, các anh chắc cho ăn nhiều phòng quá rồi nó không có tác dụng nữa rồi. Thì tôi tư vấn dạ. Như thế này. Cái dạ. Thứ nhất ấy, anh nhớ cái nước ao của anh phải định kỳ cho tôi. Là dạ. Một tuần cho đến 10 ngày anh phải dùng cái thuốc khử trùng là TCA povidiodin. Đấy, để khử trùng dạ. Để diệt giảm bớt cái mật độ của bào tử nấm và vi khuẩn đi. Đấy. Dạ. Thế xong rồi anh mới dùng là mỗi tuần anh cho cái thuốc đặc trị nấm là cái thuốc Antivu cho xuống là 3-5ml cho 1 m³. Đấy, 3-5 cho 1 m³ và cái tuần anh cho một lần thì nó diệt được cái đầu tiên là diệt cái nấm đã. Sau rồi ừ. Cái thuốc bây giờ anh dùng kháng sinh không được nữa, giờ thì phải đổi thuốc khác. Mà tôi ừ. Đã giới thiệu rất nhiều rồi là dùng cái thuốc thảo dược cao cấp là Ecaverin. Cái này nhập từ EU về. Thì nó thay được kháng sinh và con vi khuẩn nó không thể kháng được với cái thuốc này. Thì anh cũng... Dạ, thôi, thuốc chị Duy Giang... Ecaverin, tôi viết trên bảng đây nhé, con nhìn thấy không? Dạ, dạ. Cán bộ Duy Giang... Sao? Dạ. Ecaverin. Rồi. Ecaverin. Rồi. Thế dạ, cán bộ thị xã người ta thấy người ta đăng một số bài nó bị cái con vi khuẩn gì Ewasiella gì đó, con cũng không biết vi khuẩn là như thế nào. Đấy, anh cho kháng sinh không được, bây giờ phải tìm, bây giờ gần đang chữa cá cho anh, nó đứng lại đã nhá. Yeah. Anh chờ là vi khuẩn nọ vi khuẩn kia thì tôi không biết. Đấy. Dạ vâng. Tại đây là anh dùng cái thuốc này xong anh cho Ecaverin, anh cái này cũng có thể cho ngay xuống ao 2ml cho 1 m³, hoặc cho ăn là 1ml cho 10 kg con cá kèo ấy, ăn trong một ngày và ăn 5-7 ngày, và khi anh nuôi anh nhớ là một tháng cho ăn một lần. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề về những tư vấn vừa rồi và chúc khán giả sẽ áp dụng thành công để khắc phục cho đàn cá của gia đình mình.